Thưa quý vị, đáp ứng xu hướng chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải tại Việt Nam, những năm gần đây, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chủ động nghiên cứu phát triển đa dạng hóa các nguồn năng lượng mới xanh sạch, trong đó có việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kho cảng LNG nhập khẩu, và Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương đầu tiên được PVGas chọn để hiện thực hóa mục tiêu này. Việc đưa vào hệ thống kho cảng LNG tại thị xã Phú Mỹ vào cuối tháng 10 năm 2023 vừa qua đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam theo hướng xanh sạch và bền vững. Kho LNG 1 triệu tấn một năm thì giải được Tổng công ty khí Việt Nam PVGas khởi công xây dựng ngày 28 tháng 10 năm 2019 với tổng vốn đầu tư gần 300 triệu đô la Mỹ. Sau 4 năm xây dựng, cuối tháng 10 năm 2023 vừa qua, kho cảng đã đi vào hoạt động. Kho cảng này bao gồm cảng nhập LNG có khả năng tiếp nhận tàu LNG trọng tải đến 100.000 tấn, bồn LNG có sức chứa 180.000 mét khối, cùng với hai cụm tái hóa khí với công suất 171 tấn một giờ, trạm xuất LNG bằng xe bồn, đường ống dẫn khí LNG tái hóa thì giải Phú Mỹ, trạm giảm áp thì giải và trung tâm điều hành chuỗi LNG đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy chuẩn trong nước và quốc tế. Kho LNG 1 triệu tấn tại thị giải đi vào hoạt động đã ghi tên Việt Nam vào bản đồ LNG toàn cầu, chính thức trở thành quốc gia tham gia vào chuỗi giá trị LNG, tham gia vào hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu LNG, tạo ra bước đột phá trong đáp ứng nhu cầu nguồn năng lượng xanh, sạch và bền vững phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Cái việc mà hoàn thiện cái dự án 1 triệu tấn tại thị vải nó là một cái xu hướng tất yếu và nó rất là theo đúng cái xu hướng của Việt Nam hiện nay, sẽ góp phần đảm bảo Việt Nam sẽ đáp ứng được cái cam kết của chính phủ tại cái COP26 về cái net zero. Việc đưa vào vận hành chuỗi kho cảng LNG thì giải cũng đúng với mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó, tỉnh cam kết sẽ đồng hành cùng PVGas để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp PVGas triển khai và vận hành dự án này đảm bảo an toàn và phát triển bền vững. Cái định hướng của PVGas là theo hướng là chuyển dịch từ năng lượng chuyển dịch năng lượng xanh và hy vọng rằng trong thời gian tới là có thể tiếp tục khẳng định là đầu tàu và dẫn dắt các to tàu chạy xuyên suốt này. Kho LNG 1 triệu tấn thì giải đi vào hoạt động cũng là mắt xích quan trọng cung cấp khí tái hóa, đảm bảo duy trì cung cấp khí cho các khách hàng hiện hữu và các dự án nhà máy điện mới theo quy hoạch điện 8 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhất là trong bối cảnh nguồn cung khí trong nước đang suy giảm nhanh chóng và nhu cầu khí cho phát điện ngày càng tăng. Theo lãnh đạo PVGas, giai đoạn 2 của dự án kho LNG thì giải sẽ sớm được triển khai để nâng công suất lên 3 triệu tấn.